mới nguyên. Ok, đây tem đây mình rất là rõ ràng với mọi người luôn, tem đây tức là nó đã cái những cái dòng tem này khi mà hàng về thì bên Ba Sao sẽ dán cái tem này, thì nó là dòng tháng mấy đây, tháng 2 2022 đó, mọi người thấy không? Hello, xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh, hôm nay thì mình lại mang đến cho mọi người một cái deal khá là hời. Đợt này thì sẽ không phải về những sản phẩm mà bên mình trưng bày nữa, bởi vì thật ra là sau hai clip thanh lý trưng bày của Thiên Vũ thì coi như là mình đã thanh lý xong tất cả các sản phẩm, ngồi về cả về karaoke lẫn hi-fi rồi. Thì đợt này là mình đi xin deal của bên hãng, thì bên hãng đã đưa cho mình một cái deal khá là hời dành cho các sản phẩm mà gọi là tồn kho lâu á. Tồn kho tức là sao? Tức là các hàng này nó vẫn ở trong thùng, vẫn ở trong kho. Cái thùng á, nó bị không biết là rõ là do bắn quá hay là do va chạm hay gì, nó sẽ bị hơi móp méo một tí và hơi xấu cái thùng phía ngoài một tí. Tuy nhiên những sản phẩm này đều là những sản phẩm chưa được khui ra. Đó, chưa được khui ra, nó vẫn còn mới coi như là 99%, mình cho 100% thôi cũng được. Tuy nhiên đó là những sản phẩm đã gọi là trôi đét á, gọi là trôi đét rồi. Tuy nhiên với những sản phẩm này thì nó sẽ hơn những sản phẩm thanh lý là gì? Nhất là mọi người vẫn được bảo hành bình thường. Mình đã có nói chuyện với hãng rồi, vẫn được bảo hành 1 năm cho mọi người, bình thường không vấn đề gì. Và cái giá của nó sẽ đưa đến mọi người cực kỳ tốt luôn. Không để mọi người đợi lâu nữa thì mình sẽ chia sẻ tất cả các sản phẩm này cho mọi người luôn ha. Bắt đầu thôi. Ok, các sản phẩm đó là đang sau lưng mình đây. Cùng với mình theo mình ha. Thì deal lần này sẽ có 6 cặp. 6 cặp MK8 JBL MK8 đây. Cho mọi người coi này. JBL này. MK8 này. Dòng này là dòng bass 20 đến từ nhà JBL, một dòng loa nằm nha. 6 con. Rồi một cái con là JBL Bassion 8. Đây, một con JBL Bassion 8. Thậm chí còn nguyên tem này, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái sự chưa khui không? Nó còn nguyên cái tem này luôn. Còn nguyên, không vấn đề gì hết. Nói chung là thùng xấu rồi thì mình đã nói từ đầu clip rồi. Thùng ấy thì mình không biết bảo quản làm sao, mà nói chung là mấy hãng để làm sao mà thùng nói chung là móp méo hết trơn rồi. Và cuối cùng là một con deal hời nhất, mình không biết sao có cái deal này. Đây là một sản phẩm xuất kho từ tháng 1 2023, mới đầu năm nay thôi. Một dòng JBL Bassion 12. Mới nguyên siêu. Ok. Thì mình sẽ khui từng con ra cho mọi người coi. Đương nhiên mình sẽ khui mỗi loại một con thôi nha, chứ còn khui nhiều quá cũng hơi mệt. Ok, mình sẽ khui con này trước đi. Ây da. Rồi, đây mình đã khui sẵn ở đây rồi. Đẹp nữa. Ôi trời. Chưa. Ok. Đây. Mình có khui sẵn này. Đây. Đây là dòng MK8 nha mọi người. Đây là dòng MK8. Đó, mọi người thấy không? Shop vẫn còn ok. Vẫn còn trắng phau phau. Chưa có. Với cái bịch này cũng còn mới chứ. Bịch này còn mới chứ đâu có. Đâu có cũ gì đâu. Ây da, rồi đây. Đây. Đây mình sẽ để còn để xíu mình đưa ra ngoài. Duy phụ cái gì? Đưa ra ngoài cái gì? Nè, đúng rồi, mình sẽ nhờ bạn Duy đưa một con. Chắc mình khui cả hai cái đi để cho mọi người xem luôn. Nó dễ. Ok, xong. Rồi cái thùng này bỏ vô trong. Mở vô trong đi. Rồi. Đây. Ê, bóc dùm cái này luôn. Đây. Đây mọi người coi này. Nó gọi là hoàn hảo. Mới, cực kỳ mới luôn á. Từng cái vết lưới, thậm chí nó còn không có bụi trong này. Nó chỉ có dơ ngoài thùng thôi mọi người, nó chỉ có bẩn ngoài thùng thôi. Chứ còn lại là còn mới nguyên. Ok. Đây tem đây, mình rất là rõ ràng với mọi người luôn, tem đây. Tức là nó đã cái những cái dòng tem này khi mà hàng về thì bên Ba Sao sẽ dán cái tem này. Thì nó là dòng tháng mấy đây? Tháng 2 hả? Tháng 2 2022. Đó. Mọi người thấy không? Tức là cũng tồn kho lâu á, để trong thùng hơi lâu á. Tuy nhiên là gì, mình đã nói rồi, cái tem trên này á mình đã xin nhà hãng rồi, mình đã xin bên nhãn hàng rồi, bên Ba Sao rồi.
họ sẽ cam kết là sau khi mình bán cái này ra và họ sẽ bảo hành cho mọi người 1 năm theo đúng cái thời điểm luôn, theo đúng cái thời điểm mình bán cho bạn cho khách hàng luôn, nên mọi người cứ yên tâm xài. Đó, tuyệt vời. À, với cái những cái dòng loa nằm này thì mọi người chú ý giùm mình một xíu nha. Mình thấy rất là nhiều khách xài những cái dòng loa nằm như thế này, đặc biệt là của JBL, mọi người không chú ý đến game này. À, kể cả những anh em lắp đặt. À, đó là cái chữ này. À, các dòng loa này nó sẽ có loa bên trái và loa bên phải nha mọi người. Tức là nó quy định cái loa nào đặt ở bên trái và quy định luôn loa nào đặt bên phải. Lý do tại sao đây mình cho mọi người coi. Bên trái đây, đây là loa bên trái đúng không? Tức là nó ở bên trái, đây, bên trái. Tức là sao? Tức là khi cái loa này đặt ở bên trái thì cái bát, cái củ mít á, nó sẽ xoay vào trong. Về nguyên tắc một dàn karaoke thì củ bát, củ loa phải quay bên trong, củ chép quay ra bên ngoài. Để cái tiếng âm nó mới dày, nó mới đúng, nghe tiếng micro mới chính xác. Chứ còn mọi người mà để ngược lại xem, mọi người để ngược lại, tức là chép quay vào trong, mọi người khi mọi người mở dàn karaoke thì mọi người toàn nghe tiếng chép, tiếng bát nó mất tiêu hết trơn. Đó nên là mọi người để ý tất cả các dòng loa nằm này, hầu hết là của JBL nhá. Mình thấy các dòng loa nằm của JBL đều như vậy. À, từ dòng MK này, dòng KI này, rồi dòng Bassan thì không nha. Dòng Bassan thì đỡ hơn. Bởi vì cái bát của nó đến giữa, còn cái bát này nó bắt bị lệch. Đây Duy đặt lên đây một xíu. Đặt cẩn thận một xíu là được. Rồi cẩn thận hai nóc. Rồi ok. Đây không đây hỏi lại đi. Đây. Cái này là loa phải nè. Nghe thấy không? Cái này là loa bên phải. Đó, thôi mình đẩy qua đây đi. Chứ còn bên này nặng lắm. Rồi, ok. Với được cái nữa là con này lỗ hơi sau nha. Con này nó có hai cái lỗ hơi sau. Lỗ hơi sau này sau mình đã chia sẻ rất nhiều trong các clip của mình rồi. Các cái dòng loa mà có lỗ mà hơi sau như thế này á, khi mà mọi người treo hoặc người đặt á, mà nó cách tường một chút xíu á, đừng sát quá thì nó sẽ tạo ra âm bass rất là tốt. Dòng này để sát tường nó sẽ cộng hưởng âm bass khá là tốt. Mọi người biết lý do tại sao mình xin những cái deal như thế này mà dành riêng những dòng loa này không? Bởi vì thật ra theo mình nghĩ á, cái những cái hàng mà những cái dòng mà cả thanh lý như thế này nè sẽ dành riêng cho những khách hàng nào thật ra là chưa có đủ cái điều kiện để mình đầu tư những dòng sản phẩm mới luôn, những sản phẩm new 100% luôn, mua những sản phẩm tầm 99% thôi. Ok, là mình đang có giá của nó đây rồi. À, mình sẽ nói luôn giá của cặp loa này. À, hiện tại JBL MK8 nó giá lẻ nó đang là 10,3 triệu một cặp, thì hiện nay mình đang có 6 cặp mới 99% này đang thanh lý với giá là 6,180,000. Đó, 6,180,000 cho một cặp loa JBL MK8 mới 99%. Để mới làm sao thì mọi người coi trên clip ha. Còn không thì mọi người qua showroom Thiên Vũ coi thực tế. Nói chung là hoàn hảo, mình thấy nói chung là không có gì, nó còn mới hơn cái đợt mình thanh lý demo đợt trước của mình nữa. Bởi vì những cái này còn thùng hết, nó còn nguyên trong thùng chứ nó không phải tháo ra demo trưng bày phía ngoài nên nó không có sự tì xước. Rồi ok, đến cặp tiếp theo ha. À, mình để đây. Đây. Cặp tiếp theo. À, JBL Bassan 8. Thôi để tôn trọng khách hàng thì tôn trọng cái cặp loa chưa khui này thì mình sẽ khui nó ra. Ok. Wow. Này cũng mút. Hình như mình thấy tình trạng những cái loa mà để lâu nào cũng giống vậy nhỉ. Cái xốp, cái mút của nó nhìn rã ra. Rớt ra như rác trong này luôn á. Ây da. Thôi. Cặp này mình tháo một cặp thôi nha mọi người. Bassan 8. Quên nói nữa, con JBL MK8 lúc nãy á, công suất tầm 200W á. Mọi người mà đang xài mấy cái ly Yawa ngày xưa quên thoải mái luôn. Ngày xưa mình có bán cặp MK8 này dành cho mấy khách mà xài ly Yawa mà 2.3 ngày xưa. Vô quên hơi bị hay. Ok, Bassan 8. Con này thì hơi bị xước rồi nha mọi người. Đây, mọi người thấy kìa. Con này thì hơi bị xước rồi này.
để cho mọi người thấy nó phải chính xác luôn, chứ không phải hơi chắc. Nếu mà bị xước thì mình để mình coi coi con kia nó làm sao. Nói chung là hãng nó nói một phần chứ mình cũng phải kiểm tra chứ mọi người, chứ mình chia sẻ đến khách hàng mà, mình lấy uy tín mình ra mình bán. Đặc biệt là những khi mà mình bán những cái dòng mà gọi là hàng thanh lý như vậy á, là mình phải kỹ, mình phải kiểm tra nó kỹ lắm chứ. Ai ai không có giỡn được. Ok cho miếng cho cái dao ấy. Con này chắc theo mình con không được 99 đâu, nhưng mà con này hàng mới nha. Đây mình chia sẻ cho mọi người cái làm sao mình biết cái con này hàng mới. Con này mà hàng ý là hàng hàng này là hàng trưng bày, nhưng mà nó là con mới chứ không phải là con 2022. Đây mọi người, đây nè, bị phim quay đây nè. Đây mà sao mọi người nhớ không, cái con này mọi người thấy cái con, nhớ cái con MK8 nãy không? Nó sẽ là tem vuông. Này thấy không? Đây là sao? Tem tròn. Tem tròn là bắt đầu những tháng 2023 rồi. Thấy không? Mà mọi người đếm thấy không? Tháng 10 20. Tức là con này mới luôn á. Con này thật là mình đoán đúng rồi, con này mới, hoàn toàn mới. Mới tức thì luôn. Mình nghĩ là nó phải mới bóc ra trưng bày. Và dính ngay một vết xước. Thế là bây giờ nó đang có ở đây. Con này thì hoàn toàn mới nha. Có mỗi một con này bị thôi. Con là đây nè. Đây nè. Mình. Đây. 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 Thấy không? Passion nè. Nó sẽ không có left right nha. Lý do tại sao? Nãy mình nói với mọi người rồi đó. Tại vì cái bát nó chính giữa nên là nó sẽ phủ đều hai bên. Nó không cần là con nào bên trái con nào bên phải ha. Chỉ có dòng mà em cây với cây á, cái bát nó là chẳng hẳn bên á, thì bắt đầu người ta mới quy định cái nào trái cái nào phải đó, thì con này sẽ không quy định. Ok, nói chung là dòng này cũng ok. Con này đét cao nữa chứ, đời cao luôn. Có nghĩa là con này mình nghĩ là tồn kho, mới tồn kho chút xíu, nhưng mà mọi người chắc là hai bên hãng mua clear mã này qua. Ok, dòng này thì không có gì để nói ha. Công suất nó cũng chỉ nhiêu, con này hình như cũng 200W. Nếu dòng hai tấc này là đều 200W hết. Nói về chất âm á, thì con này nó sẽ ấm tiếng hơn con MK, cái dòng sorry MK luôn một tí. Bởi vì là cái MK á, mình cảm giác nha, cái này là bên mình cảm nhận, tự cảm nhận thôi. Mình thấy nó nghe nhạc á, tiếng nó sẽ sáng một tí. Không biết sao có hai chép nhiều tiếng sáng hơn con này tiếng bass lại nhiều hơn nha. Kể cả những dòng MK 12 so với Passion 12 thì Passion nó vẫn tiếng vẫn dày hơn. Đó, dòng này giá lẻ đang là 12.500.000 và hãng cho mình một mức giá thanh lý cho mọi người sẽ là 8.750.000 một cặp duy nhất cho cái sản phẩm Tết năm nay luôn, tháng 10 năm nay. Còn chắc là đầu tháng, cho mà đúng cùng tháng này, chắc clip này ra là cũng tháng 10 đó, thì chắc là đúng ngày này luôn nè. Hôm nay là mình quay là tháng 10 đó. Ok, online không có gì hết nha. Giá thì mọi người nắm rồi ha, 8.750.000 rồi. Còn một cặp nữa, đây mình cũng phải cẩn thận, bởi vì những cặp này nó mới á, nên mình cũng không muốn nó qua mình mà bị kỳ xước, nên là mình sẽ cẩn thận một xíu. Rồi, đây cũng là một sản phẩm, những dòng Passion này là cũng một sản phẩm Date năm 2023 nha mọi người. Cũng là một sản phẩm Date năm 2023. Ok. Đi. Ok. Đây, sản phẩm này thậm chí còn tem luôn. Quá đã. Sản phẩm này thì không, mình nghĩ nó là mới luôn rồi. Còn nguyên nha, thoải mái luôn, có túi hút ẩm luôn nè. Này con này không phải 99 nữa, con này nhiêu chi 100% á, đúng không gì? Nặng ạ, thằng ạ.
Để xuống dưới đi, chắc để xuống dưới đi, để đó. Đúng rồi. Để mình khui cho. Rồi, ok, thôi được rồi, con này để trong đi. Khui con này trước đi. Bự quá. Mấy dòng bắt 30 này nằm ngang này. Nói chung là khá là nặng nha mọi người. Khá là nặng luôn á. À, không phải nha, con này không mới nha mọi người. Đừng để thùng bọc nó bị lừa. Này, thấy không? Cấn đây, trước đây. Gì chứ bên mình tháo luôn con kia đi Duy ơi. Nhiều khi là hàng qua mình cũng phải soi. Đây nè, cấn đây nè. Để đâu ta, đây đi. Hôm nay hơi bầy ha. Xíu về dọn chết luôn. Ok, nước sơn thì cũng còn mới mới. Cũng là tem tròn luôn nha. Cũng là tem tròn. Tháng 1 2023. Đây. Mọi người nhìn mấy cái tem là mọi người biết liền này. Tháng 1 2023. Nhưng mà bên mình quay là đảm bảo chính xác cho mọi người luôn. Thêm một em 99%. Em này không biết là cấn móp làm sao chạy xước rồi. Ok. Xước mình khúc nãy cấn đâu ra? Đây, đây, nó cấn góc này. Với ok, không vấn đề, còn lại không vấn đề. Để luôn nè. Đừng để lên trên, để chứ đừng chạy lên dưới. Tại vì sao có hàng ốc? Con này nó nặng nó dễ xước lắm. Rồi được rồi. Đây. Em này cày đây. Thấy không? Mới quay qua ấy mọi người thấy không? Đó. Cày ha. Còn này, em này thì mình nghĩ là hàng demo rồi. Hàng chắc là trưng bày ra. Kéo qua kéo lại là xước một khúc rồi. Ok. Xíu mình sẽ test thử cho mọi người một cặp. Chắc là mình sẽ test thử cái cặp CPL MK8 cho mọi người. Dòng đó số lượng nó nhiều mà mình thấy cái con nó cũng mới. Mình nghĩ là cái đó deal sẽ là hời cho mọi người. Mình đọc luôn cái deal này cho mọi người đâu rồi, cái tờ giấy đây. Mình đọc luôn cái deal này cho mọi người ha, tại vì nó còn một cặp thôi. Nó cũng không nhiều. Dòng này giá lẻ là 17.800.000. Cái giá con này nó sẽ là 12.460.000. Vẫn bảo hành 1 năm nha mọi người. Vẫn bảo hành 1 năm nha. Đó. Nếu mà mọi người muốn test thử những cái sản phẩm này xem nó còn tốt không, hay là muốn xem hàng này thì mọi người cứ đến showroom Thiên Vũ, bên mình đã có chuẩn bị sẵn rồi. Và mọi người kiểm tra chính xác đi, mọi người nhớ lưu coi, cứ để sẵn clip đi mọi người, mà coi hàng mọi người đúng, mình chỉ chỗ nào xước là đúng chỗ đó xước à, không xước thêm đâu mọi người yên tâm, vì chứ bên Thiên Vũ bảo quản đồ demo tốt lắm. Ok. Cuối clip thì mình sẽ test cho mọi người cái dập JBL MK8 như mà mình đã chia sẻ, và cái bộ mình ghép sẽ là con micro 599 cộng một cái âm ly mình mới làm clip gần đây, đó là con Beyond 3 của JBL. Mà cái con Beyond 3 với cái 599 hình như đang có chương trình là mua cái Beyond 3 cộng 599 là được tặng luôn cái con MK10 á. Cái clip này coi như mình cũng bù cho cái clip kia là test MK10, nhưng mà thay vì đó mình ép MK8 ha. Thì dàn này mình sẽ không thể sắp luôn, để xem mọi người coi uy lực con MK8 nó cỡ nào ha. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người tiếp theo. Tình yêu sau khi trong anh đã bao ngày không lần nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xa đi bên đời em và thời mà tim anh đây vì yêu.